Xin chào quý vị khán giả. Hiện tại ngồi nguy hiểm vậy. Sao ngồi giữa đường vậy? Xin chào quý vị và con cô bác ha. Hiện tại có một cô gái đi lang bang ngoài giữa trưa đường như thế này quý vị. Không hiểu nguyên nhân tại sao hết rồi quý vị. Để em sẽ đi theo cô gái này. Và cô này có biểu hiện không bình thường nha quý vị khán giả. Đi theo một con đường như thế này nè. Nào quý vị khán giả. Đi vô cho xe chạy kìa. Cô gái này như đang bị thất tình đó. Trong đi vô trong lề nè em. Mình đi đâu rồi được nghe. Em ở đâu đi vô lề nè. Cho xe chạy cái gì vô đây. Vô đây ngồi nói chuyện với đi. Ủa sao em ngồi ngoài đường vậy? Về nó về. Em đi vô trong lề nè, đi lang thang giữa đường xe nó đụng cho bây giờ. Bạn trai đâu lại chở lại kêu chở về cho. Đi trong kia kìa. À, cô gái này theo như em tiếp xúc em hỏi thì nói là bạn trai bỏ nha quý vị khán giả. Em ở đâu, bạn trai đang đâu rồi? Đi đang mang xe nó đụng cho bây giờ. Vô đây nè, vô đây nói chuyện cái đi. Sao vậy? Bạn trai đòi chia tay, tự nhiên đi giữa đường vậy. Giữa đường nó kêu nó trong chuyện về, hiện bây giờ nó đã đi vô quán net rồi.